Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau dỡ Galati đoạn số 5 từ câu 13 cho đến hết đoạn. Galati đoạn 5 từ câu 13 đến hết đoạn. Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời và xin mời Hội Thánh chúng ta dò xem Kinh Thánh của các anh chị em. Hỡi anh em! Anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự bình an, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, thiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Xin ta cùng nhau đọc chung với tôi câu 25 hai lần. Amen không ạ? Chúng ta bắt đầu. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy cũng bước theo Thánh Linh vậy. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Xin được trọng kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Với phân đoạn Kinh Thánh trong Galati đoạn 5 từ câu 13 đến câu thứ 26 thì những ngày tôi ở đây tôi sẽ chia sẻ cho anh em loạt bài, đó là chúng ta đã bước theo Thánh Linh chưa? Chúng ta đã bước theo Thánh Linh chưa? Hay làm thế nào để bước theo Đức Thánh Linh? Đây là chủ đề rất quan trọng. Tại sao là quan trọng? Bởi vì trong Roma đoạn 8 chúng ta dỡ ra câu Kinh Thánh này. Roma đoạn 8 có 14. Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Anh em, việc được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, việc bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài là một chân lý, một lẽ thật rất rất quan trọng của Cơ Đốc giáo hay của những người nói rằng mình tin Chúa Giê-xu. Vì lẽ đó mà chúng ta thấy rằng có những con cái của Chúa, chúng ta thấy rằng họ vẫn đi nhà thờ trung tín lắm. Có những em thiếu niên, có những bé thanh niên, có những người lớn tuổi, chúng ta bỗng dưng nghe họ bị trượt vào lĩnh vực này, họ bị té ngã vào lĩnh vực này, họ bị dính vào nợ nần, họ bị dính vào những điều lừa đảo. Cái đây khá lâu, ở Thánh Mỹ Tho có một câu chuyện nó xảy ra và tôi đã tư vấn cho một sư trí trước đây nhiều năm. Đó, có một bé gái mà tôi tin rằng thì vợ chồng thầy Sơn Vân có thể biết cô bé này, Yến. Cô bé này bị thương tật. Và bỗng dưng cô làm chứng trước Hội Thánh rằng cô chuẩn bị có chồng là Việt Kiều Mỹ. Và tôi nghe nhiều người ở Hội Thánh báo rằng tôi và vợ tôi giật mình. Ồ,
chuyện gì xảy ra tôi, chúng tôi không tin và không có nghĩ là không có đức tin, mà chúng tôi nghĩ rằng cô bé này bị thương tật, cuộc đời đi bán vé số, mà bây giờ làm chứng trước hội thánh rằng cô bé này chuẩn bị có chồng là Việt kiều á, thì chúng tôi nó không thể nào tưởng được ai là người lấy cô bé này. Thế là anh biết gì không, tôi bắt đầu âm thầm cầu nguyện và một người kia chỉ mời tôi đi uống cà phê và nói tiếp nữa. Đó là con khuyên rồi mà không nghe bố à. Và nói rằng là chuẩn bị người này sẽ về và cưới bé đó, bé gái đó. Và tôi làm gì có chuyện này. Và sau 2-3 ngày thì là nghe một cuộc điện thoại gọi cho tôi, một sư trí gọi cho tôi và nói rằng là bố ơi, bây giờ là bên kia người ta nói là gửi cho cô bé này một cái món quà, gọi là món quà chuẩn bị ngày cưới. Mà đây là một cái món quà cưới nhiều tiền lắm, mấy trăm triệu lần. Cho nên khi shipper đến á, thì nói với bạn gái, mà cái người đàn ông kia nói với bạn gái mình đó là em trả tiền shipper giùm anh, vì cái món quà đó đắt lắm, em trả cho anh khoảng 100 triệu. Anh em, thế giới ngày hôm nay lừa đảo rất tinh vi. Đôi khi chúng ta bị một lời hứa giả dối mà chúng ta lại tin, phải không? Trong khi đó Kinh Thánh là lẽ thật lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin Chúa 32 năm nay rồi. Tôi chưa từng thấy Đức Chúa Trời lừa dối tôi. Tôi có quen biết một người nữa mà vợ chồng chúng tôi biết. Lớn tuổi rồi anh em. Tự nhiên cô bắt đầu nói gì là mục sư, cầu nguyện cho chị, bởi vì chị chuẩn bị lấy chồng. Tôi nói, vợ chồng tôi trợn mắt, tôi nói gì, chuyện gì xảy ra? Cái người phụ nữ gần 70 tuổi rồi mà nói với tôi là chuẩn bị lấy chồng. Tôi nói, chuyện gì xảy ra vậy cô? Nói gì, chồng của cô lớn lắm đó mục sư nha, là tướng quân đội. Và thế là tôi nói, no, ở Việt Nam đã bị lừa cái vụ này rồi. Nhưng mà cô này vẫn không tin. Bà có làm biết gì không? Wow. Người đó nói gì? Anh chuẩn bị bay về để cưới em, nhưng anh mua cả 10 kg vàng lận để cưới em cho nó xứng đáng. Vì em là người nữ Việt Nam, cho nên anh tìm hiểu về văn hóa Việt Nam là phải cưới vợ bằng vàng. Và anh mua 10 kg vàng luôn, nhưng anh bay đến phi trường của Ả Rập thì anh bị hải quan Ả Rập giữ lại, bởi vì anh đem cả 10 kg vàng mà không có giấy tờ chứng từ gì cả. Thế thì em ơi, bây giờ người ta phạt anh, bây giờ em có thể gửi tiền cho anh để anh có thể đóng thuế và chuộc cái số vàng để về đám cưới em càng nhanh không? Và cô này bắt đầu mượn rất nhiều tiền anh em. Wow, kim cương hột xoàn, tất cả mượn rất nhiều tiền, bán ra đổi gỡ bên kia. Tôi nói em, rất nhiều tiền, nếu tính tiền Việt Nam cả bạc tỷ đó. Và cuối cùng bị lừa. Tôi ngạc nhiên, đó ngày hôm nay lẽ thật là lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta tin mà chúng ta lưỡng lự lắm, chúng ta tính toán ghê lắm, phải không? Có phải không? Nhưng mà lời nói dối từ con người chúng ta tin rầm rập. Đức Chúa Trời, Ngài có lời hứa trong Kinh Thánh. Chúng ta đọc, chúng ta tính, chúng ta suy đi nghĩ lại, điều này có tin không? Đặt tên kẻ đau được chữa lành, đáng tin không? Đặc biệt tay của mấy thằng nghiện này xăm chỗ đầy người, bây giờ nó đặt lên mình coi chừng rồng rắn nó xăm nó chạy vào người mình đi chứ. Rồi lại thật về 1/10, đôi khi người ta nói gì? Ôi, mấy cái mục sư này, cái ông cứ nói về 1/10 hoài. Tôi là mục sư hội thánh của Chúa tại đây mà tôi không có lương. Chúng tôi không có lương. Cho nên em đừng có ngại rằng là nói là ông mục sư sĩ ông cứ nói về 1/10. Chắc là dân hiến nên ông chia tiền này cho ông. No. Tôi hầu vì Chúa bao nhiêu năm này tôi không có lương. 27 năm này trong một vụ này tôi không có lương. Chúa nuôi tôi. Amen. Chúa nuôi tôi. Amen. Có người còn gửi tiền cho tôi mà... có 1.4 triệu đồng Việt Nam thôi mà Chúa cho họ phải gửi 2 lần để tôi có 2.8 triệu. Vui vậy đó. Chỉ có 1.4 triệu thôi. Chúa phải cho 1.4 triệu thôi. Nhưng mà nhắm sao nó làm cho 2 phát tôi có 2.8 triệu.
Tôi cười thầm, tôi nói wow, Chúa, Chúa làm cho 10 phát nữa đi chị con. Chúa làm có 2 cái nó ít quá, làm cho nhắc lên 10 lần vậy đó. Nó khiến ta lời của chúng ta không tin. Lẽ thật chúng ta không tin, chúng ta đi tin những lời dối trá. Và lời của Chúa hôm nay, chúng ta nhìn thấy điều gì? Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 14. Amen. Như vậy chúng ta thấy rằng một người được Thánh Linh dẫn dắt, người đó được gọi là con của Đức Chúa Trời. Amen. Nếu ta nói ngược lại, một người đi nhà thờ mà không được Thánh Linh dẫn dắt, thế thì người đó có được gọi là con Đức Chúa Trời không? Chúng ta sẽ gặp điều này cẩn thận trước khi nói không. Chúng ta đi nhà thờ, nhưng mà chúng ta vẫn sống lừa người khác. Chúng ta vẫn sống gian dối. Chúng ta vẫn làm những cái điều mà ta biết rằng cái Thánh không ủng hộ, mà tôi và anh em vẫn làm, thì anh em hậu quả chúng ta sẽ lãnh, phải không ạ? Amen. Và chúng ta làm cho Chúa rất đau lòng. Bởi vì người đời sẽ nói gì? Ô, con của Đức Chúa Trời đây à? Con của Đức Chúa Trời đây à? Ô, theo tín lành đây à? Anh em, không phải tất cả những người nói mình tin Chúa là được Thánh Linh dẫn dắt đâu. Cho nên tôi khích lệ anh em, hãy nghe loạt bài tôi chia sẻ này, để mỗi một chúng ta xem thử mình đã được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chưa. Và đến ngày hôm nay tôi đã tin Chúa, đã hầu việc Chúa 32 năm trời nay rồi anh em. Nhưng mà không ngày nào đặc biệt tôi đối diện với những cái nan đề lớn. Ngay cả bài giảng hôm nay tôi phải đều xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt con, dạy con những lời phải nói. Amen. Không phải là tôi nói tôi đã kinh nghiệm với Ngài rồi. Sáng nay tôi đang cầu nguyện bắt bộ ở đây. Tôi cầu nguyện cho cái lời này. Đó là Chúa Thánh Linh là con biết ơn Ngài vì Ngài đã giúp con kinh nghiệm về Ngài rồi. Nhưng mà sáng nay con nói về sự dẫn dắt của Ngài. Con xin Ngài dạy con những lời phải nói. Vì tôi vừa nói đó thì người anh em cầm cái bàn chải đánh răng ra, tụi tôi đi lên này, tôi cầm quên cầm bàn chải đánh răng, và tôi nói với người đi chợ rằng chú xin đi con đi chợ mua cho bố, giúp bố một cái bàn chải đánh răng. Thì cái người anh em đó cầm ra đưa tôi, thì cắt ngang cái lời tôi đang cầu nguyện. Nhưng mà chú biết tôi cần Ngài. Amen. Anh em đừng đi với Chúa mà đi bằng kinh nghiệm. Nhiều người đã ngã vì cớ họ nói gì, họ vỗ ngực và nói rằng là ô, mình tin Chúa bao nhiêu năm nay rồi, cho nên bây giờ cần gì mà xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt. Trước khi tôi đi ra Hà Nội, tôi ngồi tại phòng chờ bay ra trước 2 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi ở đó, tôi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và xin Thánh Linh của Chúa một điều. Đó là con chuẩn bị đến Hà Nội để hầu việc Chúa, làm công tác cho công việc của nhà Chúa tại đó. Lạy Chúa, xin hầu việc Đức Chúa Trời qua con, xin giảng qua con, xin dẫn dắt con từng buổi học Kinh Thánh. Amen. Và quả thật như vậy, gần hơn 10 ngày tôi ở ngoài đó, không buổi nhóm nào mà không có phước hạnh. Có một anh em trong lớp học nói với tôi rằng cảm ơn Chúa mục sư, đó là 3 ngày tụi con học giống như tụi con giống như cá gặp phải nước vậy đó. Tụi con được tư tỉnh, tụi con được thăm viếng, tụi con được đụng chạm, tụi con được tác động. Amen. Và tụi con nhận được lửa của Thánh Linh trở lại để tụi con hầu việc Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy chúng ta để ý chúng tôi câu 14. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Tin Chúa là một việc, nhưng được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt là một chuyện khác. Cho tôi nghe chị. Amen. Nó rất là quan trọng. Trên câu khi nãy chúng ta trở lại với Galati đoạn 5 câu 25 là câu mà chúng ta đọc chung đó. Kinh Thánh nhắc nhở ta gì? Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cái vế sau là phần B đó, rất quan trọng. Vế sau sẽ giúp chúng ta tiếp tục sống. Amen. Amen. Vế sau tôi và em sẽ tiếp tục sống. Sống đây có nghĩa là đắc thắng, mạnh mẽ, yêu Chúa. Amen. Không sờn lòng, không bỏ cuộc. Cho tôi nghe chị. Amen. Sống đây cũng là đầy đức tin. Amen. Mạnh mẽ. Dù có đối diện bất cứ một nan đề nào, tôi và anh em vẫn sống. Bởi vì về sau đó gì?
thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Nhưng mà nhiều người thất bại là vì cỡ không biết câu kinh thánh này. Hay họ biết mà họ chủ quan. Ô, tôi đã sống rồi. Tôi đã được tái sanh rồi. Amen. Amen. Tôi đã được bắt tên Đức Thánh Linh rồi. Tôi đã nói tiếng lạ rồi. Tôi đã giảng rồi. Tôi cầu nguyện rồi. Tôi đuổi quỷ rồi. Tôi đánh đàn thờ phượng được rồi. Tôi hướng dẫn người ta được rồi. Tôi ra truyền giáo được rồi. Tôi làm thiền nguyện được rồi. Tôi ra mở tổ tế bào được rồi. Amen. Tôi cầu nguyện ai cũng nói hay. Tôi cầu nguyện ai cũng nói giỏi. Ngày hôm qua tôi đi vào thăm Đạt ở bệnh viện. Tôi có kể trên em rồi đó. Và bên cạnh giường của Đạt có một bé trai rất là nhỏ tuổi. Và em đu xích đu đó. Em bất cẩn em để ngón tay của em đó. Cái chai xích nó kiến còn là nghiến rác đất cái một lắm tay luôn. Đó. Thì khi tôi vào tôi thấy em bé này. Tôi nhìn qua tôi nói, chào bạn. Sao bạn nằm đây? Nói dạ con bị chơi xích đu, con bị chai xích nghiến đứt ngón tay. Cái bạn đó bắt đầu chơi game. Đức còn có 9 ngón mà cũng quấy game. Và tôi đọc cho bạn này tôi nói, hey, chắc bị vậy vui lắm gì không phải đi học, nằm đây chơi game thích lắm gì. Cái bạn này cười tủm tủm thấy tôi nói giống như đúng tiếng đen. Và sau đó thì tôi bắt đầu nói chuyện vừa Đạt với Tú, thầy Tú đang ngồi đó nói chuyện với nhau về Chúa, khích lệ anh em của chúng ta. Sau đó tôi cầu nguyện. Thì bạn đó ở trong restroom đi ra, ngồi đó nghe tôi cầu nguyện. Và sau khi tôi cầu nguyện xong thì tôi hỏi bạn, tôi nói, bạn có bao giờ bạn nghe nói về Chúa Giêsu chưa? Bạn nó lắc đầu. Tôi nói, con có biết lễ Noel không? Dạ con biết. Đó, lễ Noel là Chúa Giêsu Giáng sinh, Chúa Giêsu là đấng mà Chúa giới thiệu về con nè. Cái bạn nó đánh giá gì biết không? Con thấy Chúa cầu nguyện hay hay. Anh ấy đừng có thường những em bé. Để ý lắm. Và tôi tin rằng hạt giống tôi gieo ra không trở về luôn nhìn. Amen. Sẽ đến một lúc nào đó cậu bé đó sẽ tin nhận Chúa Giêsu. Cậu bé giật mình rằng đã có một người nói về Chúa Giêsu cho mình trong bệnh viện. Hallelujah. Cho nên em giống của tôi lặp lại rằng có nhiều người đã kinh nghiệm sống ở đây, tái sinh, mạnh mẽ, đức tin, giảng dạy, dẫn thờ phượng, dẫn tổ tế bào, hướng dẫn người ta đến với Chúa rất nhiều, nhưng sau đó không tiếp tục bước đi theo Đức Thánh Linh. Amen. Tại sao vậy anh em? Vì chủ quan nói rằng mình đã từng trải rồi. Mình đã quá rành rồi. Mình đã kinh nghiệm rồi. Phải không ạ? Mình đã là tin Chúa bao nhiêu năm rồi. Như tôi nói, tôi đã 32 năm trước sự hợp với Chúa rồi. Nhưng mà không bao giờ tôi dám giảng bằng kinh nghiệm nếu tôi không cầu nguyện với Đức Thánh Linh. Amen. Tôi không bao giờ dám giảng. Tôi không bao giờ dám cầu nguyện theo thói quen của mình trong sự giải cứu, sự chữa lành cho người khác. Nhưng tôi phải lễ thuộc Thánh Linh của Chúa trong từng tức tắc đồng hồ. Hallelujah. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi không bước theo Thánh Linh, tôi sẽ thất bại. Amen. Amen. Và trong Kinh Thánh đã có nhiều người ban đầu rất tốt, nhưng sau đó họ không còn bước đi theo Thánh Linh nữa. Và cuối cùng họ đã thất bại. Và họ đã gây ra nhiều điều phiền toái cho phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên anh chị em yêu của tôi, ta bắt đầu bước vào phần thứ nhất, nằm ở trong câu 13 cho đến câu thứ 15. Chỉ ba câu Kinh Thánh này thôi. Đây là bài số 1. Bài số 1 này có một cái tiêu đề: để tôi và anh em bước được đi theo Thánh Linh thì chúng ta hãy nhận biết một lẽ thật này. Đó là chúng ta đã được tự do chưa? Tất cả các chị amen. Câu 13 nói gì? Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do. Xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Anh em để gì tôi trong câu 13. Bài 1 này có một tiêu đề, đó là gì? Chúng ta đã được gọi đến sự tự do chưa? Anh em, cái chữ tự do là một cái từ rất đặc biệt trong Kinh Thánh. Tự do mà Kinh Thánh đề cập đến hay nói đến hay dạy chúng ta không phải là tự do có nghĩa là muốn sống kiểu gì thì sống, không phải. Amen. Nhưng sống theo gương mẫu của Kinh Thánh. Cho tôi nghe chị amen. 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 Và bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, cái ý nghĩa tự do thứ hai theo từ điển của Việt Bible. Tự do là một cái từ diễn tả một con người bị cầm tù. Amen. Cho tôi nghe chị amen. Và có một người đến đọc một cái lệnh. Đó là ngày hôm nay bạn hết
cảnh tù này và bạn được tự do. Xin lỗi hội thánh. Tôi đang nói về ý nghĩa của chữ tự do. Tôi lặp lại. Tự do theo từ điển của Kinh Thánh diễn tả đó là một con người đã từng bị làm nô lệ cho tội lỗi. Bây giờ Chúa Giêsu là đấng đã chết đền tội cho tôi và anh em. Trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho phế quản này, thân cổ này hãy được chữa lành để ta được tự do rao giảng về lời của Đức Chúa Trời ngay giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, danh có quyền năng. Cảm ơn Chúa Giêsu. Tôi lặp lại một lần nữa. Tự do theo nghĩa của Kinh Thánh có nghĩa là một người đã từng làm nô lệ cho tội lỗi. Có một đấng tên là Giêsu, amen, đến đứng trước cửa lòng của tôi và anh em và tuyên bố rằng ta đã chết đền tội cho con. Ta đã chết đền tội cho con. Amen. Bây giờ ta có một con được tự do. Hãy bước ra khỏi địa vị làm nô lệ cho tội lỗi. Đó mới là tự do. Ngày hôm nay có nhiều người đi nhóm lại. Thí dụ sáng nay ở trong phòng nhóm này, chúng ta hãy nghe điều này cẩn thận. Đó là có nhiều người đang ngồi trong phòng nhóm nhưng đời sống của tôi và anh em, linh hồn của chúng ta bị giam cầm trong ngục tù của tội lỗi. Chúng ta bị giam cầm bởi một thói quen xấu nào đó. Chúng ta bị giam cầm với một cái lối suy nghĩ nào đó. Chúng ta bị giam cầm, bị trói cột. Chúng ta biết đó là chúng ta không được tự do. Amen. Amen. Chúng ta đi nhóm mà lòng bất an. Chúng ta ở trong sự diện của Chúa mà tâm hồn của chúng ta mệt mỏi, buồn rũn, sầu não, chán chường. Thì anh em ơi, chúng ta bị cầm tù mất rồi. Bị cầm tù mất rồi. Kinh Thánh ủng hộ chúng ta rằng Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Tôi nghe chị amen. Tôi vốn dĩ trước đây 33 năm về trước là một tên làm nô lệ cho tội lỗi. Không gì mà tôi không biết. Từ trong tư tưởng, nó chưa hành động, tôi đầy ắp những điều xấu xa, bất khiết ở trong tâm trí này. Miệng tôi đầy dẫy những lời không xứng đáng. Lòng của tôi chứa đựng và cả cuộc đời của tôi bị Satan là chủ ngục tù, phải không ạ? Bắt lấy, nó cai trị tôi bằng những dục vọng xấu xa. Nó đem những sự thèm khát về dục vọng, về xác thịt ở trong cuộc đời của chính tôi. Thì đến ngày hôm nay tôi nhìn lại đó thì phải nói đem rằng là có mơ cũng dám mơ là mình được tự do. Hallelujah. Amen. Mình được tự do. Trước đây tôi ra khỏi nhà ba mẹ tôi, nhất là má của tôi rất sợ tôi bị đánh chết. Nhưng đến ngày nay ba mẹ của tôi không còn cái nỗi sợ hãi đó, bởi vì biết tôi đã được cứu. Hallelujah. Còn chính tôi thì biết rằng mình đã được gọi đến sự tự do. Các tôi nghe chị amen. Câu 13 nói gì? Hỡi anh em, Phaolô nói với người Galati là một hội thánh có hai nhóm người ở đây. Một là người Do Thái, là người Giu-đa đó. Họ tin Đức Chúa Trời, amen, nhưng họ không chịu thờ phượng Chúa Giê-xu. Và sau đó sư Phaolô và những đồng lao của ông truyền giảng cho cộng đồng người Do Thái về Chúa Giêsu, amen. Và họ đã thừa nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, chết đền tội cho họ. Và họ tin nhận Chúa Giêsu, họ đi nhóm trong hội thánh của Chúa tại Galati, amen. Amen. Nhưng trong những người Do Thái tin nhận Chúa Giêsu đó, có một số người họ đi nhà thờ nhưng vẫn còn giữ luật lệ của Môi-se. Chúng ta thấy ngày hôm nay tà giáo vẫn nói nhóm ngày thứ bảy là đúng, phải không ạ? Nếu tin Chúa rồi mà không nhóm ngày thứ bảy là không được cứu. Đó là tà giáo. Để phân biệt người tà giáo dễ lắm anh em. Chúng ta hỏi bạn nhóm vào ngày nào thì họ bắt đầu nói chúng ta rất là khẳng định luôn, phải nhóm ngày thứ bảy.
Tôi không phủ nhận ngày thứ bảy theo luật Môi-se là ngày Sa-bát. Tôi không phủ nhận. Điều đúng. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến, Ngài đã thay đổi cái ngày đó rồi. Amen. Amen. Nếu mà Chúa Giê-xu tôn thờ ngày Sa-bát thì Ngài phải sống lại trong ngày thứ bảy. Amen không ạ? Nhưng Ngài đã sống vào ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày hôm nay. Hallelujah. Thứ hai, đó là Ngài lập ngày Sa-bát để thờ phượng Ngài. Nhưng dân Do Thái đã sử dụng ngày Sa-bát để tôn thờ cái kỷ luật của họ, phải không ạ? Trên Chúa Giê-xu nói gì? Vì con người mà dựng đến ngày Sa-bát, chứ không phải vì công việc, phải không ạ? Trên em yếu của tôi, ông nói với Hội Thánh Galati rằng anh em đã được gọi đến sự tự do. Trước khi ta chưa tin Chúa, tôi tin rằng trong mỗi một chúng ta đều có những người đã từng sống trong một nô lệ nào đó. Amen. Nô lệ của một ngục tù nào đó. Ví dụ như Khải, con làm nô lệ trong ngục tù gì? Ma túy đá. Ma túy đá. Bạn trẻ, bạn làm nô lệ trong ngục tù nào? Chơi game. Chơi game. Trương, con làm nô lệ trong ngục tù nào? Nô lệ trong ngục tù. Ngục tù tên gì? Chơi điện tử. Chơi điện tử. Huy, con làm ngục tù cho tội lỗi gì? Ma túy đá. Ma túy đá tôi giống coi Robin nè. Dạ, có. Nếu mà tôi đến từng người, tôi tin rằng chúng ta rất thật, phải không? Amen. Chúng ta đều, mỗi một người đều làm nô lệ cho một lĩnh vực, một quyền lực. Nhưng bây giờ, lời của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng, chúng ta đọc phần A của câu 13. 1, 2, 3. Rồi, amen. Tôi đọc lại một lần nữa nha. Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do. Bao nhiêu người tin rằng chúng ta đã được gọi đến sự tự do? Anh em, chúng ta đã được gọi đến sự tự do rồi. Hãy sống, không còn bị ràng buộc bất cứ điều gì nữa. Có nhiều con cá chú ngành để lấn cấn đi vào phòng nhóm với nhau. Đó là gì? Họ ca ngợi Giê-xu con yêu Chúa duy Ngài. Chú nói thật không con? Người đó vẫn nói, dạ Chúa thật, con đang hát mà. Chúa thấy không? Con tha thiết dìu con sâu vào. Chú đúng, ta nghe. Nhưng mà ta thấy con đang không tha thứ cho cái người chị em đó. Bao nhiêu người thừa nhận rằng có nhiều khi chúng ta đã rơi vào trường hợp này rồi. Lấn cấn với nhau trong hội thánh. Vợ chồng không tha thứ với nhau. Anh em không tha thứ với nhau. Nếu là vậy thì chúng ta chưa được tự do. Amen. Cho tất cả chị amen. Amen. Amen không hả dễ thương? Con nhìn thầy con nói amen, con cười coi nè chứ con làm. Sao con amen mà mặt tái quá vậy? Thầy được tự do đó con. Anh em bị giống của tôi, hãy để ý điều này nè. Kinh Thánh nói anh em đã được gọi đến sự tự do, có là chúng ta được ra khỏi ngục tù. Amen. Ngục tù làm nô lệ cho sự ghen ghét. Có những người nói gì? Sống để bụng, chết mang theo. Mức độ vậy đó anh em. Không tha thứ. Tao vậy đó. Tao vậy đó, tính tao vậy đó. Sống để bụng, chết mang theo. Họ tuyên bố những cái lời rất là kinh khủng. Nhưng mà Chúa không muốn ta như vậy. Chúa đến với cuộc đời của tôi. Chúa đem tôi ra khỏi ngục tù của sự hận thù. Chúa đem tôi ra khỏi nô lệ của sự ghen ghét, trả thù, trả đũa, sống nghèo hèn, sống bẩn thỉu, sống dơ nhớp, đủ thứ mọi điều. Sống sợ hãi. Và tôi nói với em rằng thật, đúng ngày hôm nay tôi được tự do. Amen. Tôi không bị bất cứ một điều gì có thể sợ hãi, có thể tấn công tôi. Tôi không sợ quyền lực, bất cứ đó là quyền lực gì. Bởi tôi được tự do trong Đấng Christ. Tôi có viết bài hát: tôi được tự do ra khỏi quyền lưng tối tăm, chỉ vì nhờ Thánh Linh năng quyền. Amen. Anh em, Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Anh em đã được gọi đến sự tự do. Đó là chúng ta ra khỏi ngục tù rồi. Amen. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta vẫn còn lấn cấn với nhau. Mẹ không tha thứ cho con. Con không tha thứ cho mẹ. Cha không tha thứ cho con. Con không tha thứ cho cha. Và rồi chúng ta cùng đi vào hội thánh. Đôi khi hai con cái Chúa đi vào hội thánh. Đáng lẽ cái chỗ này là cái chỗ ngồi của người của mình. Nhưng mà cái người đó, người mà mình ghét đó, họ vào, họ đi sớm mà. Họ ngồi chiếm chỗ mất. Cái bắt đầu mình từ ngoài đó mình đi vào.
mình nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh, mình nghĩ rằng mình sẽ có cái chỗ ngồi này. Đi ổng ẹo mình đi vào, thấy ngồi đi, ghét. Và lòng của chúng ta đầy dậy sự bực bội. Anh em nếu như vậy làm sao chúng ta được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt? Tôi nghe chưa amen? Anh em, Thánh Linh là thần linh của sự thánh khiết. Thánh Linh là thần linh của tình yêu thương. Ngài không bao giờ dẫn dắt tôi khi Ngài thấy tôi ghét một người. Cho tôi nghe chưa amen? Amen. Nhưng mà nếu tôi xin Chúa rằng Thánh Linh ơi, xin dẫn dắt con muốn làm hòa với người em này. Con muốn hòa thuận với con người này. Con không muốn con là trở thành cái kẻ thù cho con người đó. Amen. Thì tôi tin 100% là Thánh Linh của Chúa sẽ dẫn dắt để tôi gặp, để giảng hòa với nhau. Amen không trả? Hả? Amen không? Có giảng hòa với nhau chưa? Sao chụp hình đám cưới rồi có giảng hòa với nhau chưa? Có rồi à? Có chưa? Hử? Hey. Không có gì à? Ờ, được á, được. Tuấn Anh đã giảng hòa với vợ mình chưa? Hử? Sao? Đã giảng hòa chưa? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Ờ, cảm ơn Chúa. Hãy đi. Con đã giảng hòa chưa? Trở nên người hòa thuận chưa? Thì hỏi vậy là biết rồi. Đã trở nên người hòa thuận chưa? Hay là đã trở nên người hòa bình chưa? Anh em, Chúa muốn tôi và anh em là người hòa bình. Anh em ạ, Chúa không muốn tôi và anh em, vì trước đây tôi và anh em á, chúng ta cùng sống với nhau trong quá khứ, chúng ta biết chúng ta đi đâu, chúng ta dễ gây gổ với người khác, phải không? Tôi trước đây mà chưa được Chúa cứu vào quán nhậu, ngứa mắt thằng nào là có chuyện liền á. Nhưng mà bây giờ không nữa. Bây giờ những người làm tôi ngứa mắt thì tôi lại còn yêu họ nhiều hơn, bởi vì họ đáng thương. Hallelujah. Amen. Amen. Tôi không còn kiểu như bực bội hay là nói soi, nói mói, nói móc, nói méo làm gì nữa. Hay là kiếm chuyện mà không cần thiết. Cho nên em, để được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, chúng ta phải đi qua bài số 1 này. Đó là chúng ta xem lại này. Mình đã được gọi đến sự tự do. Tôi tin rằng ai cũng nói rồi. Vì cái Thánh ở đây dùng cái từ đã được, phải không ạ? Chúng ta nhìn vào cái Thánh, đừng nhìn tôi. À, có chữ đã được không? Đã rồi. Qua Chúa Giêsu, chúng ta đã được gọi đến sự tự do rồi. Và chữ tự do cũng là một cái từ rất là quan trọng trong Galati. Nếu ta đọc đoạn 5 câu 1 nha, ta đến đoạn 5 câu số 1. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Anh em thấy không? Vượt vào câu số 1 là một cái lời xác quyết, một lời quả quyết, một chân lý đáng tôi và em nhận lấy để được tự do. Hallelujah. Kinh Thánh khẳng định rằng Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Trước đây tôi và em đã từng làm nô lệ rồi. Bây giờ Chúa Jesus Christ đến trên cuộc đời của chúng ta. Qua Ngài, tôi và em đã được tự do. Nhưng câu một này cũng thách thức chúng ta này. Vậy hãy đứng vững. Chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Anh em thấy không? Có nhiều người đã được tự do nhưng không đứng vững. Đứng vững gì à? Đó là đứng vững trong sự tự do. Amen. Amen. Có nhiều học trò nói gì? Ồ, bây giờ mình được tự do rồi. Mình tự do đó là gì? Ra khỏi trung tâm. À, mình về phép. Mình được tự do hay mình về luôn? Hay mình bỏ cục, mình ra khỏi trung tâm? Có nhiều người nói gì? Bạn ra khỏi trung tâm rồi mà bạn vẫn còn sống nội quy của trung tâm mà. Tôi ra Hà Nội vừa rồi, có một anh em đến thông công với tôi. Bố biết gì không? Anh em trong trung tâm nói với con rồi. Bạn ra khỏi trung tâm rồi mà bạn vẫn còn sống nội quy của trung tâm mà. Và người đó nói gì anh biết không? Nếu mình mà không sống theo nội quy của trung tâm á, là mình sẽ té ngã và mình chơi ma túy lại từ lâu rồi. Có những người nói gì? Ô, bây giờ mình ra khỏi trung tâm rồi, mình ra khỏi cái anh Tú mà mình rất là không thích, nói quá chừng nhiều. Chắc là giờ này đang nghe đó. Nói gì? Nói từ sáng đến chiều. Chỉ có khi mà về thăm vợ, ở lại đêm với vợ thôi. Chứ còn nếu mà ở đêm nữa thì anh em chắc mất ngủ luôn. À, cười đi con. Nghe đó. Anh em, mình ra khỏi anh Tú rồi. Chỉ nhờ mua có hai gói mì tôm, mình cũng hỏi là đầu tiên. Chỉ có hai gói mì tôm cũng là tiền đâu.
mua 2-3 cái kẹo ăn cũng phải rửa xe cho anh tối mới được mua. Còn không săn sóc anh thì đố mà được mấy cái kẹo me để mà ngậm. Anh em, đôi khi mình ra khỏi trung tâm nó vô, mình không còn ở trong trung tâm nữa, mình được tự do rồi, mình ngủ giờ nào mình dậy, anh em chết. Chết. Mình không cần đọc kinh thánh nữa, chết. Mình đi nhóm thì mình được quyền đi nhóm, mình không đi nhóm mình ở nhà, chết. Bởi như vậy, anh em sống tự do theo kiểu của anh em, chứ không phải tự do theo kiểu của Đức Thánh Linh, cho tôi nghe chị amen. Anh em sống tự do theo cái tự do của con người xác thịt, chứ không phải tự do của nền tảng kinh thánh của lời Đức Chúa Trời dạy tôi và anh em, amen. Anh biết rằng tôi tin Chúa 30 mấy năm trời này, hầu Chúa trong kia dưới, một phụ là 27 năm rồi. Nhưng anh em thấy nó tôi lên, tôi ngủ sáng, tôi vẫn dậy 4 giờ rưỡi phải không? Tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ nữa, tôi nói không. Mình phải dậy. Mình phải dậy. Tôi vẫn kỷ luật con người của tôi, vẫn đọc kinh thánh, vẫn thờ phượng riêng, amen. Vẫn giữ cái nếp sống đó, nhờ vậy mà tôi đứng vững, amen. Còn nếu không, tôi trở lại địa vị làm tôi mọi một lần nữa, phải không ạ? Anh em tại sao có nhiều người đã biết Chúa mà cứ sa ngã hết lần này, sa ngã lần khác? Bởi vì họ đã coi thường cái sự tự do ra khỏi tội lỗi mà Chúa Jesus Christ đã ban cho họ. Họ xem thường điều đó, họ kính thương điều đó, họ coi thương điều đó và họ không đứng vững, cho tôi nghe chị amen. 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 Và cuối cùng họ tan ngã. Chúng ta trở lại với câu 13. Chúng ta đến phần thứ hai của bài số 1 này. Là của Chúa dặn chúng ta rằng xong chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Đó là phần tôi vừa nói. Có những anh em đã được kêu gọi đến tự do rồi. Có một số anh em ở đây ta được tự do ra khỏi thuốc lá, ra khỏi thuốc lào, ra khỏi những thứ thật xấu. Amen. Amen. Nhưng anh em này, có nhiều người bị dính trở lại. Vì cớ sao? Họ nghĩ rằng họ được tự do. Và họ sống theo xác thịt. Amen. Cái xác thịt đây nói về con người cũ của mình, đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta đang là con người mới. Nhưng hãy nhớ rằng giữa con người mới và con người cũ đôi khi nó sống trà trộn để ta không biết kỷ luật, cho tôi nghe chị amen. Bỗng dưng một ngày kia chúng ta đang đi một mình xuống đuôi chuột thôi, cái gió nó thổi ngược, chúng ta nghe cái mùi thuốc lá quen quen. Dù là bên ngoài chúng ta chưa được cứu đó, chúng ta 365 ha, chúng ta 365, chúng ta caravan hả, và chúng ta thuốc yes hả, toàn là thuốc thơm không. Nhưng mà bây giờ trị on nó khét rinh nè, nhưng mà ta vẫn biết rằng đó là mùi thuốc lá, xác thịt chúng ta nhận biết. Anh em hiểu này không? Cái xác thịt của chúng ta nó bắt sống được. Thế là thay vì chúng ta phải công bố rằng mình được tự do ra khỏi đó rồi, amen, amen, bây giờ mình không ăn ở theo tánh xác thịt nữa, nhưng mà cuối cùng chúng ta cố tình đi về hướng đó để cho mình xin điếu. Có thuốc lá không? Có thuốc lá không? Ngày đầu tiên đi tụ lớp, đi học lớp, ngày đầu tiên chưa đi học, trước ngày 5 tháng 9 22 thì người em này về nói với tôi, bố, con được kinh nghiệm sự giải cứu và con cảm ơn Chúa là Chúa cho con đắc thắng. Tôi nói, chuyện gì xảy ra? Có một thằng bạn cùng học lớp con, vừa xong tan trường một cái, nó gì, chơi không? Người bạn mình nói, chơi gì? Có Mỹ, nó có sẵn sàng luôn. Anh em thấy, chúng ta cầu nguyện cho hệ thống giáo dục Việt Nam, các trường học ngày hôm nay, mấy em cấp 2 là biết thuốc lá, biết văn tục, biết chửi bậy, biết trộm cắp. Và chúng ta đừng quên lời cầu nguyện này, đó là xin Chúa cứu mấy em, amen. Amen. Xin Chúa cho ngành giáo dục không phải chú trọng về máy lạnh, về cơ sở vật chất, nhưng mà chú trọng về nhân văn hơn, phải không ạ? Còn nếu không, thì nhà trường là cổng của mua bán ma túy. Tôi đọc nhiều trang báo và tôi rất là kinh khủng. Thế tôi kêu gọi anh em rằng, để chúng ta được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, thì chúng ta phải kiểm soát xác thịt của mình. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen.
Nếu ai đó nói Chúa ơi, xin chẳng dắt con, mà mình sống luôn tuồng, mình vẫn biết đó là xác thịt, mà mình không từ bỏ, thì thật là khó để Thánh Linh dẫn dắt một con người thích sống kiểu xác thịt. Amen. Amen. Tôi có những cái học trò gì bỏ trung tâm xong về, tôi có điện thoại, nó con đang ở đâu? Dạ con đang ở chỗ bán ma túy đi bố nè. Tôi nói cái chuyện gì xảy ra vậy con? Nói bố coi thường con quá, con phải giống như anh trong trung tâm nào, con phải về, con trường mặt con ra, con ngồi con đọc kinh thánh trước cái chỗ bán ma túy này nè. Và những cái đêm mà chơi lại ma túy gọi điện thoại cho tôi gì, bố ơi bố, thằng này nó về để ngồi nó đọc kinh thánh trước cái chỗ đường hẻm vô bán, vô cái chỗ đọc bán ma túy đó bố, bố biểu nó về đi. Tôi gọi điện thoại lần thứ hai, nói con về nhà đi. Không, bố có thương con quá. Chiều anh em sau 2 tiếng đồng hồ tự động vô động nó mua hàng chơi luôn. Rõ ràng là được tự do, nhưng mà lấy tự do đó ăn ở theo xác thịt của mình, theo dục vọng của mình, amen, theo sự kiêu ngạo của mình, chứ không phải đi trong sự tự do của lời Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên anh chị em yêu của tôi, hãy cẩn thận. Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng, chúng máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi, chúng ta có thể gặp bằng ăn xích bèo để chuẩn bị hạ cánh. Điều thứ ba, đây là một nguyên tắc của Kinh Thánh, là luật yêu thương. Anh em, tôi chưa bao giờ thấy thời đại nào mà con người hận thù nhiều như ngày hôm nay. Bao nhiêu người thừa nhận nào? Kinh khủng quá. Và Kinh Thánh Chúa Giêsu nói gì trước ngày Chúa Giêsu trở lại đó, là tái lâm đó, tội lỗi gia tăng. Ban đầu tôi chưa hiểu tội lỗi gia tăng đâu, nhưng mà sau này tôi mới được Chúa mở mắt ra và nhìn thấy. Tôi nói chuyện với ba tôi á, thì ba tôi nói rằng là con có thấy rằng tội lỗi gia tăng không? Tôi nói dạ con thấy. Ba tôi nói rằng là sao ba thấy ngày hôm nay con giết cha nó nhiều quá, mà trước đây thời đại của ba không bao giờ có chuyện đó, mà sau thời đại ngày hôm nay con giết cha, con giết mẹ. Giống như một cái sự việc cách đây mấy tháng, ở tại phía nam của mình, có một người bạn đó nghiện rượu phải không ạ? Uống rượu say, thế là cầm nguyên con dao chặt đứt cổ mẹ của mình luôn. Chúng ta suy nghĩ gì về hành động này? Rồi ở Bình Phước của mình đây này, một người ngáo đá đòi hỏi cha mẹ cho tiền, cha mẹ không cho. Chúng ta biết gì? Tống tiền bằng cách là mở bình ga ra phải không ạ? Bật cả một quẹt. Tôi chưa bao giờ thấy thời cuộc nào mà tội lỗi gia tăng như thời cuộc mà tôi đang sống toàn cầu luôn phải không anh em? Trước đây 40 năm về trước làm gì có chuyện khủng bố phải không? Có phải không? Làm gì có chuyện ôm bom vào người phải không? Làm gì có những người nữ mà thắt lưng toàn là bom nổ chậm phải không? Rồi đi vào shopping, đi vào cái chỗ đông người để quả bom đó phát nổ để có tiền đâu. Làm gì có chuyện mà đâm chém lẫn nhau phải không? Làm gì có thầy đánh trò và trò đánh thầy phải không? Có phải không? Nhưng mà đến ngày nay chúng ta thấy nhăn nhăn. Chúng ta thấy nhăn nhăn. Điều gì xảy ra vậy? Đạo đức suy đồi phải không? Và điều gì ta phải tìm nguyên nhân là điều gì khiến con người trở nên hận thù? Rất đơn giản, đó là khi không còn yêu nhau. Cho tôi nghe chị amen. Khi không còn yêu thương nhau, mà khi không còn yêu thương nhau thì xin nói là không, sẽ không còn tôn trọng nhau. Mà khi không còn tôn trọng nhau thì sẽ đến cái chỗ sát phạt nhau phải không ạ? Mà khi đã sát phạt nhau thì sẽ hơn thua. Mà khi đã hơn thua rồi thì chấp hết. Chúng ta sẽ làm tất cả một cái để đã cái cơn tức giận của chính mình. Vì cái đó mà chúng ta thấy cái bước thứ ba ở này là câu 13 đó. Phần cuối cùng là gì? Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Chúa không muốn ta làm đầy tớ cho tội lỗi, nhưng mà Chúa muốn tôi và anh em mặc lấy tình yêu thương để làm đầy tớ lẫn nhau. Anh em thí dụ như vợ chồng, tôi và nhà tôi, nghĩa vợ chồng. Miền Trung, chồng là Chúa rồi, vợ là tôi, ha, là tôi tớ. Nhưng bây giờ theo lời này, thì tôi mặc lấy tình yêu thương làm đầy tớ cho nhà tôi.
Anh em việc làm đầy tớ cho vợ mình nó đã khó, nhưng nếu có tình yêu nó trở nên dễ. Tôi nghe chưa? Amen. Nếu bây giờ nói Huyền làm đầy tớ thầy Hưng thì như thế nào? Múa roi đi quyền. Cái chuyện múa roi đi quyền này nó nổi tiếng ra tới miền Bắc luôn rồi đó. Có nhiều học trò nói nó gì chứ chị Quyền, chị Huyền chị múa roi đi quyền quá cho nên thầy Hưng cũng thấy không còn cọng tóc nào hả bố. Chị Quyền, chị Huyền, à chị Tuyền múa roi giỏi vậy hả bố? Múa mà bay tóc chứ không có tróc ra đầu. Múa roi nó giỏi vậy đó. Anh em, việc làm đầy tớ cho nhau cực kỳ khó. Khó lắm á. Chúng ta làm đầy tớ cho cái người chúng ta tôn trọng. Chúng ta phục vụ cho người tôn trọng nó dễ. Amen. Nhưng mà chúng ta phục vụ cho người không đáng được phục vụ nó khó. Nhưng mà Kinh Thánh bảo ta nè, nếu chúng ta có tình yêu thương, cho nên Chúa nói gì? Hãy mặc lấy tình yêu thương. Amen. Amen. Hãy mặc lấy tình yêu thương. Giống như cái người phục vụ trong quán nhà hàng, hay là ngay cả những tất cả những nơi phục vụ đó, họ đều có chiếc áo của họ, đúng không anh em? Có đúng không anh em? Thì cái áo của đầy tớ trong Đấng Christ đó là áo có nhãn hiệu, không phải là việc tiếng. Cái áo này không có nhãn hiệu là made in China, không chơi với China, để chơi đi. Anh em, nhãn hiệu của chiếc áo đầy tớ mà tôi anh em ngày hôm nay phải nhớ đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy để cho người khác luôn luôn khoác cái áo đó, áo của tình yêu thương. Sao lại không có giận với nhau được? Giận để rồi tình yêu được nhen nhóm lại. Amen. Amen không ạ? Vợ chồng làm sao không có cãi vã với nhau được, đúng không thầy Sơn? Nhưng mà sau khi cãi vã thì người Việt Nam có câu hay: thương nhau lắm. Con nói nha, con nè, con chớ dại con cắn với trà vào nó cho biết con biết. À, thân nhỏ dại con. Anh em, người Việt Nam có câu đó: thương nhau lắm, cắn nhau đầu. Trên tất cả mọi điều anh em, tình yêu thương là nền tảng thì mọi cái không phải là khó nữa. Chúa Giêsu là gương mẫu cho điều này. Ngài là bậc thầy, nhưng trong đêm trước khi Ngài dự tiệc thánh, Ngài đã cởi áo ra, phải không ạ? Quỳ xuống trước mặt những đứa học trò để rửa chân cho từng đứa, phải không ạ? Ngài không lựa, Ngài không nói phiêu rơ, ta thấy ngươi mạnh mẽ quá, ta rửa chân cho ngươi. Ngài không, Ngài rửa cho phiêu rơ, Ngài cũng rửa chân cho Judas Iscariot, phải không? Có phải không? Ngài rửa chân cho Thomas, Ngài rửa chân cho sứ đồ Giăng, Ngài rửa chân cho từng người trong các sứ đồ. Và Chúa Giêsu là gương mẫu cho điều này. Trên chức vụ của Ngài được thần của Chúa dẫn dắt. Cho tôi nghe chưa? Amen. Cho nên anh em yêu dấu của tôi, chúng ta thấy tiếp tục câu 14 nói gì? Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Yêu kẻ lân cận như yêu mình. Bao nhiêu người ở đây không săn sóc thân thể của chúng ta? Chỉ có mình tôi giơ tay à? Ai cũng, nhất là anh em tay xanh, tôi không thấy ai đơn giản bằng như tôi trong anh em tay xanh này. Anh em tay xanh mỗi lần đi tắm ai cũng có cái giỏ. Trong cái giỏ đó nè nè, nhất là thầy Tú bày ra cái điều này: sữa tắm trắng. Trên vợ của thầy Tú bởi nên nhìn là không biết người Stien, mà chúng tôi cứ ngỡ là người Kiên. Con của thầy Tú là không ai biết Linh Ý và Linh Hùng là người có gốc gác của người Stien. Nhìn là giống như là con Việt Kiều à. Thầy Tú là cái người vẽ ra cái vụ này. Mỗi người đi tắm xách cái giỏ. Trong cái giỏ đó nè, nó là sữa tắm, dầu gội đầu phải combo à, đó là phải có dầu xả mới chịu à, không xả là không chịu à. Chứ không phải đơn giản như tôi, đôi khi không có xà bông lấy rửa chén tắm cũng được. Anh em, Kinh Thánh Chúa nói rằng là vì trong cả luật pháp gói gọn một cái lời này, đó là tôi và anh em yêu người lân cận như yêu mình. Dễ hay khó anh em? Khó. Yêu mà yêu như mình là khó.
Thí dụ mình có cái áo đẹp, mình yêu người lân cận, mình có thể cho họ một cái áo đẹp, amen. Mình có thể cho họ một chiếc quần, mình có thể cho họ một cái điều gì đó mà mình có, amen, một cách trân trọng. Hallelujah. Có nhiều người cho đồ, người ta bằng đến nỗi người ta bằng vừa vô một ngày giơ ta lên ha ngợi khen Chúa rất cái toàn. Mình cho đồ cũ, cho đồ chuẩn bị rách rồi cho. Vừa đó là con nhảy lên, vừa nhảy lên giơ chân nghe cái rách, rồi bắt đầu đó là đứng dựng hình luôn, bỏ chân từ từ xuống. Bởi vì nếu không cẩn thận là nguy hiểm lắm. Chúng ta hãy nói với người bên tay phải, tay trái của mình rằng yêu người lân cận như mình. Tôi nghe chị amen. Tôi nghe chị amen. Anh em hãy trở về hôm nay. Để được thánh linh của Chúa dẫn dắt, chúng ta phải có tình yêu thương, amen. Thế thì tôi hỏi anh em, ai là người lân cận chúng ta? À, người Pharisee rất là ngạo mạn, rất là công bình riêng, và hỏi Chúa Giêsu gì? Ai là kẻ lân cận tôi? Người Pharisee nói với Chúa rằng ai là kẻ lân cận tôi? Vì Chúa nói hãy yêu kẻ lân cận như mình, như mình mà. Người Pharisee là một người rất là kiêu ngạo anh em. Họ nói ai là kẻ lân cận tôi? Chúa Giêsu nói gì? Có một câu chuyện. Có một người đi từ Jerusalem xuống Jericho, bị sa vào tay kẻ cướp, đánh nửa sống nửa chết, phải không ạ? Có phải không ạ? Và có một thầy tế lễ từ Jerusalem đi về. Xin mời cô Tuyền tập trung nha. Không là thầy Hân ghi vào bị sổ đó. Và ta biết điều gì xảy ra không? Thầy tế lễ đi từ Jerusalem mà mới dừng lễ xong, trên đường đi về thấy cái người bị đánh, người bị kẻ cướp đánh đó, nhìn vô thấy máu mai xong sợ quá đi mất. Người thứ hai là Levi, cũng vừa phục vụ trong đền thờ xong, amen, đi xuống thấy. Thấy xong thì khá hơn ông thầy tế lễ chút, là đi bách bộ đến thấy. Ui ghê quá, nãy luôn. Nhưng một người Samari, phải không ạ? Samari là kẻ thù của dân Do Thái đó nha, người bị dân Do Thái không bao giờ thích. Và người này không phải đi thờ phượng Chúa về, ông ta đi xuống Jericho có thể mua cái gì đó. Nhưng ông thấy cái người bị nạn đó, ông bỏ, ông chạy xuống lưng lừa, và ông đi tới, ông thấy người này bị dở sống dở chết. Ông ta quay lại lừa, ông lấy rượu, lấy dầu xuống xoa bóp. Ông sẵn sàng đi bộ và bế cái người bị đánh nửa sống nửa chết lên lưng lừa, dẫn về khách sạn. Ông ở đó mấy ngày cùng với người đó để chăm sóc người đó, phải không ạ? Và ông bận đi công việc, ông nói với chủ quán gì? Tôi trả tiền cho anh, anh cố gắng giúp tôi chăm sóc người này. Nếu còn thiếu gì sau khi tôi trở lại, tôi sẽ tính toán hết cho anh. Và Chúa Giêsu hỏi người Pharisee gì? Theo ngươi, ai là người lân cận của kẻ bị cướp? Chúa Giêsu hỏi người Pharisee. Vì người Pharisee hỏi là ai là kẻ lân cận tôi, amen. Và Chúa Giêsu hỏi ngược lại, bây giờ câu chuyện đó, ai là người lân cận của kẻ bị cướp? Và người đã trả lời gì? Đó là người Samari, phải không ạ? Anh em yêu dấu của tôi. Chúng ta đừng có yêu thương mà lựa người yêu. Trong Chúa đừng lựa người yêu, nhưng mà trong Chúa chúng ta là anh em với nhau. Làm thế nào để chúng ta cầu nguyện đến mức độ nan đề của người nào đó mà lòng của chúng ta nghe mà chúng ta nhói? Khi tôi nghe tai nạn vừa rồi của ban thờ phượng đó, thì Khải là cái người mà bối rối và hốt hoảng nói với tôi rằng là bố cầu nguyện, bác sĩ ở đây nói rằng chập xương rồi. Tôi nghe lúc đó tôi cũng hơi lo. Tôi nói Chúa ơi, anh em con Đạt ở trong ban thờ phượng đánh đờn mà bây giờ tay bị dập xương như vậy thì chẳng lẽ đánh đờn một tay à? Bởi vì dập xương rồi thì khả năng để hoạt động tay rất là khó. Và tôi cúi đầu tôi cầu nguyện ngay giây phút đó tại phòng khách nhà của tôi nói Chúa biết. Và tôi cầu nguyện với Chúa. Và cảm ơn Chúa sắm sao tôi gọi điện thoại cho tôi thì được biết rằng không có dập xương, chỉ gặp thôi. Tôi muốn nói lời này không phải tôi khoe mình, nhưng mà tôi muốn nói anh em rằng làm thế nào để chúng ta biết mình yêu người khác, đó là trước những nan đề của anh em mình, cho tôi nghe chị amen, mà lòng của chúng ta vô cảm, có nghĩa là chúng ta không có tình yêu thương. Nhưng nếu nan đề của một người nào đó, ta nghe họ đau, chúng ta nghe họ bị tai nạn, chúng ta nghe họ bị khốn khổ, thì tôi nói ra là lòng của chúng ta bắt đầu dấy lên một lòng thương xót, tình yêu thương, thì đó là lúc mà chúng ta có tình yêu. Amen. Xin đừng vô cảm với những nan đề trong hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời đã từng làm gương chúng ta điều này gì?
Khi các ngươi bị khốn khó thì ta cũng bị khốn khó. Khi các ngươi đau buồn, ta cũng bị đau buồn. Bởi vì Ngài là tình yêu thương. Hallelujah. Cho nên anh em yêu dấu của tôi, điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây trước giờ cầu nguyện. Câu 15. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau. Bao nhiêu người thấy thế gian ngày hôm nay, cùng một nhà anh em cắn nuốt nhau nè. Nhất là cái lúc mà bà bất động sản lên á. Đất đai lên, oh wow. Đâm chém đốt nhà đốt cửa, rồi giành giật từng tấc đất và cắn nuốt lẫn nhau. Cái đó là cái bên ngoài hội thánh phải không? Nhưng tôi nài xin hội thánh của Chúa hôm nay hãy nghe điều này. Chúng ta được chọn, được gọi đến tự do. Xin đừng cắn nuốt nhau nữa. Xin đừng hơn thua với nhau nữa. Amen. Amen. Xin đừng tranh giành quyền lực với nhau nữa. Xin đừng vì bất cứ điều gì mà chúng ta chà đạp lẫn nhau. Xin đừng. Bởi vì Kinh Thánh lên tiếng rằng, nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, có một bản lĩnh hãy giữ. Amen. Amen. Có gì hãy giữ gì? Hãy bình tĩnh. Hãy cầm giữ lòng của mình. Amen. Coi chừng kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác phải không ạ? Chúng ta amen với lời này không? Rất nguy hiểm anh em. Tại sao ngày nay trong hội thánh có chuyện nói xấu với nhau, nói hành, nói tội với nhau? Bởi vì khi hội thánh không còn tình yêu thương nữa, họ nhìn nhau với đôi mắt của sự cay cú, họ nhìn nhau với đôi mắt của sự không tha thứ, họ nhìn nhau với đôi mắt của vấn đề gì? Mày sai, tao đúng. Thế là họ bắt đầu đi ra và gieo vào nhau phải không ạ? Những cái sự bào chữa biện hộ rằng tôi đúng còn người đó sai. Và cuối cùng chúng ta giống như là miếng mồi của ma quỷ và chúng ta nói xấu lẫn nhau. Thế anh em Chúa nghe Chúa buồn không? Chúa buồn lắm. Bởi vì Chúa không muốn tôi và anh em cắn nuốt lẫn nhau. Và như tôi nói anh em, ngày hôm nay là ngày mà tôi nhìn thấy anh em cùng chung một gia đình, cùng chung cha mẹ cắn nuốt lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau. Có phải không ạ? Đôi khi vì mình mà chị em không đi nhóm lại. Đôi khi vì chúng ta mà một người nào đó bỏ Chúa luôn, không thèm đi nhóm nữa. Bởi vì cách chúng ta cư xử không có tình yêu thương. Tình yêu thương là dây liên lạc của sự trọn lành phải không? Cho nên tình yêu thương quý lắm. Xin đừng vì bất cứ một điều gì ta đổi tình yêu của Chúa. Xin đừng vì bất cứ một điều gì chúng ta đánh mất tình yêu của Chúa. Đừng. Chúa đã từng trách móc hội thánh có tên Ê-phê-sô. Ta biết con còn chịu khổ. Ta biết ngươi còn phân biệt sứ đồ giả, sứ đồ thật. Ta biết ngươi còn học việc Chúa. Nhưng điều ta trách ngươi đó là ngươi đã đánh mất tình yêu ban đầu phải không ạ? Trong hôn nhân cũng vậy đó anh em. Khi hai vợ chồng bắt đầu cắn nút nhau, hai vợ chồng bắt đầu tranh giành quyền lợi với nhau, anh đúng, em sai, bắt đầu hôn nhân dậy sóng lên phải không? Có phải không? Trong hội thánh tôi đúng, mục sư sai, cứ nói như vậy đó. Cho đến bao giờ chúng ta mới tìm được cái sai? Cho đến bao giờ chúng ta mới tìm được cái đúng phải không ạ? Trên tất cả mọi điều bỏ xuống và bắt đầu coi thử mình yêu thương nhau đủ chưa. Nếu mình yêu thương nhau thì tất cả đều giải quyết trên cái cân của tình yêu thương. Amen. Tình yêu thương nín chịu mọi sự, dung chịu mọi thứ. Hallelujah. Cho nên anh em, bài số 1 sáng nay chúng ta coi thử mình đã được đến sự tự do chưa. Phần thứ hai trong bài số 1 này, đó là chúng ta được, nếu mình nói mình được tự do, xin đừng ăn ở theo dục vọng nữa. Amen. Đừng ăn ở theo xác thịt nữa. Đừng ăn ở theo cái cách của mình nữa, mà theo nền tảng Kinh Thánh. Điều thứ ba đó là yêu thương kẻ lân cận như chính mình. Amen. Khi tôi quyết định làm một điều gì đó, tôi phải biết rằng điều này nếu gây ra vợ tôi rất đau đớn, tôi không bao giờ dám làm. Tôi không dám làm. Dù đó là một lời nói nha nè. Không dám nói. Bởi vì nếu nói ra, nó sẽ gây cái sự tổn thương rất lớn cho cái người lân cận của chính mình. Amen. Chứ không nói. Một sự nhịn chính sự lành. Cho nên anh em yêu của tôi giờ này, chúng ta hãy đồng đứng lên để bố Chúa trong sức cầu nguyện. Và tôi kêu gọi anh em rằng, nếu chúng ta thật sự không được tự do ra khỏi cay đắng, hận thù, ghen ghét, chán nản, chúng ta không được tự do ra khỏi những dục vọng, chúng ta không được tự do ra khỏi sự không tha thứ, thì chúng ta làm sao có thể làm đầy tớ lẫn nhau.
Làm sao chúng ta có thể yêu kẻ lân cận như mình nếu chúng ta không được tự do? Amen. Cho nên đây là lúc mà chúng ta, tôi kêu gọi rằng không phải chỉ cầu nguyện, mà chúng ta coi thử mình có lấn cấn với ai đó không. Có chừng ta đi nhóm một hội thánh mà chúng ta lấn cấn với nhau. Có chừng sáng nay ta ở trong một hội thánh mà chúng ta lấn cấn với nhau. Chúa biết hết mọi điều. Chúng ta hãy giải quyết, hãy đến với nhau và nói rằng tôi sai rồi, xin tha thứ cho tôi. Hoặc là chị sai rồi. Hoặc là dù không, mình không có sai, nhưng mà vì cớ mình cần được phước, amen, lòng của mình không bực bội, mình hãy nói rằng là em xin lỗi chị, chị xin lỗi em, để giảng hòa với nhau, cha mẹ, con cái, tất cả mọi điều. Amen. Hãy làm điều đó ngay giờ này đi anh em. Đừng chần chừ anh em. Bởi vì nếu ta chần chừ thì cửa thiên đàng sẽ không chờ ai trong chúng ta cả. Hãy mau chóng thực hành. Và ngay giờ này nếu ta quyết định đó, thì Đức Thánh lập tức dẫn dắt chúng ta để giảng hòa với nhau. Bởi vì cái Thánh Chúa nói phước cho người nào làm cho người khác được hòa thuận thì được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cho nên anh em đừng cùng một Đức Chúa Trời mà không hòa thuận với nhau. Hãy hòa thuận với nhau ngay trên này. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tokoshatakata karamatakata. Sarkaramatakaramatakatakaramama. Hallelujah. Tôi kêu gọi hội thánh của Chúa cầu nguyện mạnh mẽ. Hãy có những lời cầu nguyện can đảm. Lời cầu nguyện trong sự quyết định rằng Chúa đã gọi con đến sự tự do, ra khỏi tội lỗi. Con được tự do ra khỏi tội lỗi. Nhưng mà những ngày qua con đã thật sự không được tự do. Lòng của con vẫn còn lấn cấn. Lòng của con vẫn còn ngục tù. Khi con thấy người này, lòng con dậy lên sự ghen ghét. Khi con thấy người kia làm con phiền muộn, con dậy lên sự bực tức trong lòng của con. Thì nếu là vậy, anh em, chúng ta vẫn còn ở trong cái ngục tù đó. Anh em hãy quyết định để chúng ta được tự do, được giải cứu. Amen. Đừng chần chừ, đừng nói rằng là thôi để ngày mai, ngày mốt không. Bắt đầu từ giờ phút này, để mỗi một chúng ta kinh nghiệm sự tự do. Đó là tự do ra khỏi tội lỗi, tự do ra khỏi cái gì đó nó khiến ta những ngày qua làm nô lệ. Khi một con người không phải lòng nhau, họ gặp nhau họ lấn cấn với nhau, họ gặp nhau họ không thực sự hòa thuận với nhau, họ gặp nhau mà lòng họ không thực sự hòa thuận, họ bằng mặt mà không bằng lòng. Và điều đó là điều theo Kinh Thánh Chúa nói rằng là sự giả hình. Chúa muốn chúng ta bằng mặt và bằng lòng. Chúa muốn chúng ta là chị em với nhau, không lấn cấn. Chúng ta có chung một cha, có chung một thân thể là hội thánh của Ngài, có chung một Đức Thương, có chung một Chúa Giêsu đã chết đền tội cho tôi và anh em. Và nhờ Ngài mà chúng ta được gọi đến sự tự do. Xin em hãy đứng vững vàng. Có chừng mình trở lại với ác tôi mọi đó nữa. Trên giờ này anh em hãy quyết định. Tôi sẽ chưa cầu nguyện cho ai đâu nếu chúng ta không thực sự giải quyết. Nếu có sự gì lẫn cấn với nhau, hãy đến gặp nhau ngay giờ này anh em. Vì Chúa đang ở đây. Chúa hãy đến với nhau giải quyết. Và nếu ta thực sự làm điều đó, Đức Thánh Linh bắt đầu dẫn dắt chúng ta đó. Còn nếu không, chúng ta vẫn là người thờ phượng Chúa, nhưng Chúa nói gì ta không biết con. Vì lòng của con vẫn còn tranh cạnh, lòng của con vẫn còn ghen ghét, lòng của con vẫn còn muốn trả đũa, lòng của con vẫn còn chưa nhẹ nhàng với anh em mình, chưa tha thứ với anh em mình. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.